Xin chào các bạn, mình là Khoa, chuyên viên kỹ thuật của công ty OneCap Việt Nam. Thì ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tạo ra những UCS cũng như là check được tọa độ của các point trong môi trường bạn. Thì thông thường với file bạc của phần mềm Vector thì chúng ta sẽ có một cái góc tọa độ của file bạc ở đây ha. Ví dụ như ở đây mình đang có cái góc này, mình sẽ visibility lên nè. Rồi, thì các bạn có thể thấy ha, đây chính là cái góc tọa độ của cái chi tiết bạc này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp á, thì người dùng lại cần có nhu cầu tạo ra những cái góc tọa độ riêng cho mình. Thì để có thể tạo được thì các bạn có thể vào cái tab 3D Model nè. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là UCS. Với cái lệnh UCS này thì chúng ta có thể tạo ra một cái góc tọa độ theo ý của các bạn dựa trên những tham chiếu của mô hình. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cần kích một điểm để làm chọn làm điểm góc ha. Mình sẽ kích điểm này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cần chọn một điểm thứ hai để xác định cái chiều của cái trục X. Các bạn có thể thấy ha, ở đây nó ghi là Pacific Direction of X axis. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái điểm thứ hai. Ví dụ mình chọn điểm này thì chiều dương của cái trục X sẽ theo cái điểm mà các bạn chọn luôn. Tương tự là bây giờ chúng ta sẽ chọn cho điểm Y. Các bạn có thể chọn bên này nếu mà các bạn có điểm bên này. Bây giờ mình sẽ chọn điểm bên này ha. Đây. Ok, thì chúng ta thấy ha, các bạn vừa tạo ra được một cái góc tọa độ rồi. Mình sẽ thực hiện lại. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vị trí này và mình sẽ chọn điểm này đi. Đây là trục. Đây là trục X và đây là trục Y. Ok, vậy thì chúng ta đang có hai cái góc tọa độ ha. Cộng với góc tọa độ của file bàn này nữa là chúng ta sẽ có ba góc tọa độ. Bây giờ chúng ta sẽ check cái tọa độ của một điểm bất kỳ trên cái chi tiết này bằng cách là các bạn sử dụng lệnh là measure ha. Các bạn hãy vào tool nè và chúng ta vào measure nè, hoặc là các bạn hãy dùng lệnh là M nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một điểm bất kỳ đi, ví dụ như mình chọn điểm này ha. Rồi, và các bạn có thể thấy ha, khi mà các bạn chọn một điểm nó sẽ có cái giá trị là position ở đây. Thì các bạn có thể sổ xuống. Ở đây chúng ta sẽ thấy các giá trị X, Y, Z. Tuy nhiên lưu ý là cái giá trị X, Y, Z này hiện tại nó đang tính theo góc tọa độ của file bạc. Vậy bây giờ nếu mà mình muốn tính theo góc tọa độ của OCS này hoặc là OCS này thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn sẽ sổ với cái phần là Advanced Properties ha. Và chúng ta sẽ thấy ha, ở đây chúng ta sẽ có một cái giá trị gọi là Coordinate System nè. Và chúng ta sẽ chọn về cái UCS 1. Nếu các bạn chọn về UCS 1 thì cái tọa độ sẽ so với cái góc này. Tương tự nếu các bạn đổi sang UCS 2 thì sẽ so với góc này. Sẽ so với góc này. Và các bạn cũng có thể tùy chỉnh cái giá trị hiển thị theo hai chữ số hoặc là nhiều chữ số. Hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh cả đơn vị nữa ha. Mặc định ở đây là mm. Và bây giờ mình sẽ chọn về số 0 đi để chúng ta sẽ làm tròn luôn cái chữ số đó. Ok, thì các bạn thấy ha, rất là đơn giản là chúng ta sẽ thay đổi cái góc tọa độ mà các bạn đang muốn xét cái tọa độ điểm đó so với góc tọa độ đó. Và đó là cách mà các bạn có thể tạo ra một cái UCS cũng như là các bạn check được một cái tọa độ điểm so với một cái UCS bất kỳ hoặc là một cái góc bất kỳ trong cái file bạc của bạn. Các bạn có thể để lại những cái ý tưởng cũng như là những cái thắc mắc về tip trick bên dưới phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.